Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy Mỹ ha. Cây rất là to, quái đẹp luôn ha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Mã số đầu tiên của clip này là mã số 89. Cây này gần như cây một cốt luôn cô chú anh chị. Một cốt ở đây có cây cũ ha. Rồi em đo cốt nó nè. 40 hoành. Cái cốt là 40 hoành ha. Quanh cái cũ là 77. Chiều cao là 63. Đường kính bầu là 24. Đó, cây này thì nó có một số cái lỗ bị chạy ha. Đây lỗ nè. Trên đây thì xước dâm dâm. Nhánh này thì nó bị chạy nhẹ ha. Rồi mã số 89. Cây này giao lưu 900.000, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 900.000. Mã số 89. Cây này rất là đẹp ha, ở ngoài rất là to luôn. Mã số 90. Quanh. Chiều cao là 53. Đường kính bầu là 26. Vàng đế dưới này cũng dữ lắm ha. Rồi mã số 90, cây này giao lưu 400.000, em bao ship nha cô chú anh chị. 400.000, mã số 90. Đế nè cô chú anh chị mình xem dàn đế ha. Ba mươi hai hoành, chiều cao là 53, đường kính bầu là 22. Rồi mã số 91, cây này giao lưu là 550.000. Vàng đế dữ lắm nha cô chú anh chị, 550, bao ship toàn quốc luôn. Cây này nó cũng đang ra chọi trở lại nè. Đây cái cũ quá, cây cũ luôn ha. Mã số 92. 38 hoành, chiều cao là 60, đường kính bầu là 22. Cũ rất là to nha. Rồi mã số 92, cây này giao lưu 500.000. 92 500.000. Cây quái lắm nè. Hai mươi ba mươi hoành, chiều cao là 50, đường kính bầu là 22. Củ này khá là to nha cô chú anh chị, củ quái lắm. Rồi mã số 93, 450.000, 450. Mã số 94 ha. 36 hoành, chiều cao là 68, đường kính bầu là 26. Rồi thử hoành cái cũ này. Rồi hoành cũ này là 67 ha.
Rồi mã số là 94, 550 ngàn, 94, 550. Này một cây này cũng quái lắm là cô chú anh chị. Cốt cành đẹp luôn ha. 34 hoành. Chiều cao là 50. Đường kính bầu là 25. Hoành cũ này là 63. Cũ đặc đẹp luôn nha. Rồi mã số 95, 550 ngàn, 95 là 550. Hoành chiều cao là 55, đường kính bầu là 25. Rồi mã số 96, 400 ngàn, 97. Hoành chiều cao là 57, đường kính bầu là 22. Rồi mã số 97, cây này giao lưu 400 ngàn, em bao ship ha. Cây này đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị, 400 ngàn, giá quá rẻ luôn rồi cô chú anh chị ơi. 98, cây trà bá cây bự bành cây. 27 hoành chiều cao là 52, kính bầu là 25. Cây này thì nó bị chày ở đây lỗ ha, chày da trên nhánh không sao ha cô chú anh chị. Rồi mã số 98, cây này giao lưu là 400 ngàn, 98 là 400 ngàn. Cây này quá to luôn của chú anh chị ơi, đặt kẹo luôn. 37 hoành chiều cao là 55, đường kính bầu là 25. Hoành cũ này là 61. Rồi mã số 99, cây này giao lưu 600 ngàn nè, bao ship luôn. Cây này giá gần như thanh lý luôn, 600 ngàn. Mã số 100, chiều cao là 60, đường kính bầu là 21. Rồi mã số 100 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 ngàn, em bao ship toàn quốc. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.